việc hôm nay chúng ta học hai vần, đó là vần oa và vần e. Chúng ta đi vào vần thứ nhất, vần oa rồi có hai âm, âm o đứng trước, âm a đứng sau, ta đọc o a oa, vần oa. Bây giờ cô viết âm l trước vần oa, cô được tiếng loa, cô đọc l oa loa loa, có tiếng loa cô thêm một tiếng nữa để tạo thành từ có nghĩa, cô thêm tiếng cái. Cô được từ cái lo. Cái lo là một dụng cụ để phát ra âm thanh to hơn. L oa lo lo, cái lo. Vần oa, cái lo. Tiếp theo chúng ta học vần thứ hai. Vần thứ hai là vần oa. Vần e vần có hai âm, âm o đứng trước, âm e đứng sau. Ta đánh dần o e e, vần oa. Ta vừa học vần oa. Cô thêm âm chờ và dấu âm hiền, cô được tiếng chòe. Ta đánh vần chờ e choe hiền chòe chòe. Cô thêm tiếng chích trước tiếng chòe để tạo thành từ có nghĩa. Ta có từ chích chòe là một loài chim rất là đẹp. Ta đọc vần e chờ e choe hiền chòe chòe chích chòe. Ta vừa học hai vần, vần oa và vần e. Ta thấy hai vần này giống nhau ở điểm bắt đầu bằng âm o, khác nhau ở điểm kết thúc. Vần oa thì kết thúc bằng âm a, vần e thì kết thúc bằng âm e. Ta đọc oa e, cái loa chích chòe. Chúng ta dừng đọc nhiều lần. Tiện đọc những từ ngữ có tiếng chứa vần hôm nay chúng ta học. Từ thứ nhất, hoa sen, tròn xoa, chìa khóa, lóe sáng, tàu hỏa. Các bạn hãy sắp tiếng Việt ra trang 36 và chúng ta cùng thực hiện. Gạch một gạch dưới tiếng có chứa vần hoa, gạch hai gạch dưới tiếng có chứa vần hoa. Các bạn thực hiện và đều đọc những từ ngữ này. Đọc hôm nay chúng ta sẽ học bài hoa lo kèn. Các em nghe cô đọc. Hoa lo kèn, trong vườn muôn hoa khoe sắc, cúc đại đó xòe những ngón tay mập, khỏe đón nắng mai. Hoa hồng chê thô quá, lo kèn nghe vậy rất buồn, nó nép sát bờ rào. Lúc ấy bác làm vườn tới, đến bên lo kèn, thấy nó vẫn ngậm nụ. Bác thì thầm, dậy đi nào. Lo kèn bật nở, những đó hoa như những chiếc lo xinh xắn bắt đầu tỏa hương. Các em lấy sách tiếng Việt ra trang 37 và đọc 5 lần, sau đó lấy bút chì gạch dưới những tiếng có chứa vần oa và vần e hôm nay chúng ta học. Sau đó các bạn thực hiện bài tập trong phiếu và luyện viết vần oa, cái loa, vần e, chích chè. Mỗi từ, mỗi chữ như vậy chúng ta sẽ viết hai hàng cho cô trong vở tập trắng. Chúng ta cùng thực hiện nhé.